Bây giờ mở xe lấy kính cái về ơi. Cái gì rồi? Ngu rồi, nhỉ? Trong trong xe nhà lấy lại đấy kìa. À, lại 30 cái gì? Ôi, anh mua cả triệu đấy. Rồi, triệu hay là mấy triệu. Đó, mà lấy kính đeo đâu cho mặt. Thôi đi đi, bảo cái mày cho kính. Rõ thế. Ôi. Kính nghèo này cũng triệu mấy, triệu sáu, triệu bảy, kính nhớ. Có nọ xe cẩu nó nghiến nó có vỡ đâu, nó nát hơi nát tí. Còn thiếu 200 nghìn nó 7 triệu. Anh em tôi đang ở Vườn Hoa Đà Lạt, Lâm Đồng. Còn gì? Thành phố Đà Lạt, thành phố Ngàn Hòa. Nằm xuống chụp luôn. Đang quay trực tiếp. Thằng live stream chắc đi. Mai đi làm rất siết rồi. Mai về đi Nam Giang. Đi luôn buổi sáng mai đi luôn hai chỗ được mà. Hôm chiều nghỉ thôi, xong rồi tối đi thôi. Chào bà con cái à.